thể thao chẳng hạn. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu cái quá trình giảm cân của mình đều đặn như vậy quý vị và các bạn nhé, và sử dụng thêm viên hỗ trợ để có thể tăng thêm cái hiệu quả cho cơ thể của chúng ta, đặc biệt là phải lựa chọn được một dòng sản phẩm an toàn. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn trong chương trình này sản phẩm an toàn chất lượng, và mặt khác chúng ta còn có thêm quà tặng nữa quý vị và các bạn nhé. Sở hữu sản phẩm chính với mức giá là 1.390.000 đồng, chúng ta nhận thêm một món quà cũng dành cho sức khỏe và đặc biệt là cũng dành cho nhan sắc của mình luôn. Đó là 100 viên sữa ông chúa quý vị và các bạn ạ. Với sữa ông chúa thì chắc là nhiều chị em phụ nữ chúng ta cũng đã nghe cụm từ này rất là quen thuộc rồi. Nhờ có sữa ông chúa thì khi mà chúng ta sử dụng nè, tất nhiên là chúng ta sức khỏe sẽ tốt hơn, bởi vì nó tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Nó cũng hỗ trợ đó là cải thiện cái khả năng sinh lý ở cả nam giới và cả nữ giới luôn. Và với sữa ông chúa thì các chị em mình á, ví dụ như Phùng Yến và Hồng Mỹ vẫn thường kháo nhau, đó là một viên đẹp da nữa đúng không nào? Nó giúp cho hỗ trợ làm chậm cái quá trình lão hóa và giúp cho cải thiện cái vẻ đẹp của làn da của chúng ta, da trở nên căng mịn tươi sáng hơn, và các chị em mình sẽ thấy là cái cơ thể mình vừa được hỗ trợ thon gọn với sản phẩm chính nè, lại có làn da đẹp hơn nhờ có sữa ông chúa chúng ta sử dụng kết hợp nữa quý vị các bạn ạ. Như vậy thì mình sẽ luôn cảm thấy thật là tự tin. Một quà tặng rất là ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay đúng không Phụng Yến? Mình vừa kết hợp là với viên hỗ trợ giảm cân, lại kết hợp thêm là sử dụng cùng với sữa ông chúa nữa, thì quý vị và các bạn sẽ cảm thấy thật là tự tin trong cuộc sống của mình. Mà tự tin là một yếu tố rất là quan trọng để quyết định đó là chúng ta có thể gặp gỡ mọi người nè, giao tiếp thành công hay không, chúng ta làm công việc của mình có hiệu quả hay không. Bây giờ chúng ta hãy yên tâm quý vị nha, duy trì cân nặng của chúng ta, hỗ trợ giảm cân giúp cho quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt hơn, làm đẹp cho làn da của chúng ta, làm đẹp cho mái tóc của chúng ta cùng với sữa ông chúa và viên hỗ trợ giảm cân Centrum Slim Biotin. Mức giá trong chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một mức giá rất hấp dẫn, chỉ 1.390.000 đồng mà thôi. Chúng ta được sở hữu trọn bộ là đến 2 hộp, mỗi hộp như vậy là có 60 viên. Cách sử dụng thì lại rất là dễ dàng đúng không Phụ Miết? Khi nào mà chúng ta cảm thấy đói thì mình uống một viên vào cơ thể của mình mà thôi, rất là đơn giản. Ngay bây giờ đây, nếu như mà quý vị và các bạn chúng ta muốn sở hữu thì nhấc máy gọi điện thoại đến số tổng đài của chúng